Ngày 9 tháng 4 tại huyện Bảo Lâm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị giao ban công tác hội quý 1 năm 2024 nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý 1 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024. Trong quý 1 năm 2024, bằng những việc làm thiết thực, Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ người kém may mắn, rủi ro hoạn nạn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Các cấp hội đã vận động được trên 74.000 suất quà với tổng trị giá 37 tỷ đồng để tặng cho các gia đình là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, qua đó giúp các hộ có điều kiện vui xuân đón Tết. Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình Tết sum vầy năm 2024, trao các suất quà ý nghĩa cho lao động nghèo. Các cấp hội đã bàn giao được 8 căn nhà tình thương cho hộ nghèo tại các huyện thành phố với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Các cấp hội trong tỉnh đã tiếp nhận 95 đoàn từ thiện trong và ngoài tỉnh đến các địa phương, tặng trên 14.000 suất quà cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 5,5 tỷ đồng. Thực hiện tốt cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, duy trì giúp đỡ trên 1.000 địa chỉ với trị giá 2,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội tiếp tục duy trì các mô hình hiệu quả như mô hình xây nhà tình thương, hội chữ thập đỏ, mô hình tương thân tương ái, mô hình bộ mắt nhân đạo. Công tác chăm sóc sức khỏe, hiến máu tình nguyện được quan tâm thực hiện. Trong quý, toàn tỉnh đã tổ chức được 19 đợt hiến máu tình nguyện, qua đó tiếp nhận được trên 4.000 đơn vị máu kịp thời cứu chữa bệnh nhân. Trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ các cấp tiếp tục tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà người nghèo gắn với cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Tiếp tục khảo sát, lập danh sách và trao quà hỗ trợ thường xuyên, đột xuất cho các hộ nghèo, đối tượng yếu thế, bệnh nhân nghèo. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng đã trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, 10 suất học bổng trị giá 500.000 đồng.